Ngày 9 tháng 8, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và chuyển thành Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, tạm thời không tiếp nhận khám và điều trị đối với các bệnh nhân khác. Hoàn thành cách ly y tế toàn Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ 0 giờ ngày 9 tháng 8 và chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp gửi lời chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kết thúc cách ly y tế, đồng thời động viên tinh thần các y bác sĩ bệnh viện tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới là tổ chức tiếp nhận điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19. Trước đó, sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vào ngày 24 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã chính thức đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô là 3.000 giường. Bệnh viện Dã chiến số 4 được thành lập với mục đích nâng cao năng lực tiếp nhận cách ly điều trị, cứu chữa bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ban giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 4 khẩn trương triển khai tiếp nhận bệnh nhân trong 2 ngày tới, cố gắng lấp đầy số giường đã chuẩn bị để kịp thời chăm lo, điều trị cho bệnh nhân và thu dung các trường hợp mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng dân cư. Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ vừa tiếp nhận Bệnh viện Dã chiến số 2 với quy mô 800 giường. Bệnh viện sẽ điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19 mức độ trung bình, vừa và nhẹ trên địa bàn. Cùng ngày, Ủy ban dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô 400 giường và Bệnh viện Dã chiến số 5 với quy mô 250 giường. Cùng với các đơn vị trong quân đội, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1, vùng 2 Hải quân đã có mặt tại tỉnh Bình Dương để trao tặng những nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần vào công tác phòng chống dịch của chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 15 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc đã cùng nhau nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 và trích quỹ từ nguồn tăng gia sản xuất để mua các loại rau, củ quả và cá tươi với mong muốn hỗ trợ cho các tỉnh miền Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương. Chúng tôi luôn chia sẻ và đồng hành cùng với nhân dân cả nước và đặc biệt là nhân dân các tỉnh phía Nam nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Tiếp nhận tình cảm từ ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ ở đất liền đã chuẩn bị từng mớ rau, củ quả cùng cá tươi, đóng gói thành từng thùng. Và hôm nay, hơn 1 tấn rau củ quả cùng 500kg cá tươi đã được vận chuyển tới Bình Dương. Ngay từ sáng sớm, thì các thùng lương thực thực phẩm gồm cá, rau củ quả đã được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chuyển ngay lên các xe xuất phát từ Vũng Tàu để mong bà con nhân dân tỉnh Bình Dương sớm nhận được cái sự hỗ trợ về lương thực thực phẩm này. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi là được là tiếp đón cán bộ chiến sĩ của nhà giàn DK1 đã đến để mà chia sẻ bằng cái tình cảm của mình dành những cái món quà thật sự ý nghĩa đã gửi đến cho nhân dân Bình Dương của chúng tôi. Chúng tôi xin hứa rằng là sẽ chuyển những món quà này đến với công nhân lao động cũng như là những nơi phong tỏa để mà chia sẻ những khó khăn cho là nhân dân hiện nay. Giữa trùng khơi sóng gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Các anh cũng luôn hướng về đất liền, đang phải căng mình chống dịch, mong muốn được chia sẻ khó khăn với người dân ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để góp phần chung tay phòng chống đại dịch. Ngày 9 tháng 8 tại tỉnh Quảng Nam, dựa trên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND thành phố Tam Kỳ đã có văn bản cho phép một số hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và kinh doanh được hoạt động trở lại. Các hoạt động gồm bóng đá, kể cả bóng đá mini, bơi lội, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, trà sữa, giải khát, trung tâm tin học ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, lớp bồi dưỡng năng khiếu dạy kèm. Ngoài ra, hoạt động chăm sóc trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao và thể thao ngoài trời, các bãi tắm biển công cộng cũng được phép hoạt động trở lại. Để bảo đảm an toàn, các hoạt động trên phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm. Đối với nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, quán cà phê, trà sữa, giải khát, phải tạo vách ngăn chống dịch giữa quầy bán và khách hàng, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, khuyến khích bán hàng mang về. Việc các hãng hàng không cố gắng duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã góp phần ổn định kinh tế xã hội cũng như công tác phòng chống dịch.
Tuy nhiên, 2 năm hoạt động cầm chừng khiến cho các hãng hàng không cạn kiệt dòng tiền và dẫn đến là nguy cơ không chi trả được các chi phí và ngừng hoạt động. Vì vậy, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo nguồn lực phát triển đang là vấn đề hết sức cấp thiết đối với các hãng hàng không Việt Nam. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19, các hãng hàng không trong nước hiện đang rất khó khăn cả về nguồn lực và tài chính. Tính riêng tháng 5 và tháng 6, doanh thu ngành hàng không giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2020 và gần 100% so với năm 2019. Trong khi, để duy trì hoạt động tối thiểu trong mùa dịch, các hãng phải chi trên 100 tỷ đồng một ngày. Thì cái dịch bệnh lần thứ 3 và lần thứ 4 lại ảo với đúng mùa cao điểm. Thì cái lần ảnh hưởng rất là cao, gần 80-90% số lượng máy bay chúng tôi phải nằm lại các sân bay ở mùa cao điểm. Chính vì vậy mà doanh thu của hàng không chỉ đạt được 12%. Trong bối cảnh đó, chính phủ cũng đã có những giải pháp để giúp ngành hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch. Tuy nhiên, mới chỉ có Vietnam Airlines nhận được gói cứu trợ dạng vay ưu đãi. Các hãng hàng không tư nhân đang phải đối mặt với vấn đề vốn. Là việc tiếp cận đối với các hãng hàng không là tư nhân. Nếu như để tiếp cận mà không có cơ chế thì không thể tiếp cận được vốn cái nào. Chỉ cần cơ chế, còn lại về lãi suất có thể thỏa thuận. Mà thậm chí có thể cũng chưa đạt vấn đề gì là phải tái cấp vốn. Nếu như các tổ ca hàng không có thể làm được tốt với cả các tổ chức tín dụng nào vậy. Nhưng mà chúng ta có hành lang pháp lý để cho ngân hàng các tổ chức tín dụng thực hiện. Thì đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng cái giải pháp sâu hơn. Theo các chuyên gia, hỗ trợ cho hàng không cần được xác định là khoản đầu tư cả trước mắt và lâu dài, là giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Sự mất mát to lớn trong doanh thu sẽ dẫn đến cái rủi ro nguy hại nhất, đó là rủi ro kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hàng không nói riêng. Nếu như cái tình trạng kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp không được giải quyết, không được cứu chữa một cách kịp thời thì nó sẽ để lại những cái hậu quả tái cấu trúc rất tốn kém trong tương lai. Các chuyên gia cho biết hàng không là ngành có triển vọng phát triển bùng nổ sau dịch rất cao. Hỗ trợ các hãng hàng không tiếp cận với nguồn vốn sẽ giúp tăng cơ hội cho ngành hàng không Việt Nam phục hồi, nâng cao năng lực cạnh tranh sau dịch.